M2 nhá. Gói 93 này thì mở khá nhiều rồi. E21 rồi, E21 qua đường hầm. Đã phang 500 sao vào mặt sếp. Bỉ. Ồ rồi. Italia. Ôi, phôi to vãi. Chào buổi chiều, hôm nay on sớm một tí vì có kèo mở thẻ. Cái kèo mở thẻ nên on sớm một tí. Được ạ. Sự kiện mới là sự kiện gì nhỉ? Sự kiện mới của Gà Rán là sự kiện nâng cấp đúng không? Cái này có nhiệm vụ free. Có, sự kiện này có nhiệm vụ free. Sự kiện này thì nó sẽ rơi vào tầm 6 triệu 7 đến 7 triệu. Tầm 6 triệu 7 đến 7 triệu ạ. 6 triệu rưỡi không ta? Nó tùy nhân phẩm. 6 triệu 7 đến 7 triệu là full một vòng sự kiện. MC80. Mốc thì cũng khá được. Quà thành phần thì có vẻ hơi rác. Quà thành phần có vẻ hơi lỏng. Nhưng mà mốc thì ok. Mốc thì tôi cảm thấy ok. Đây ok. Đây là nick của bạn Nhật. Người đã gửi kèo cho kênh. Nick của bạn ấy mới có 10.000 tỷ thôi. Chỉ được tối đa 150 món thôi anh em thấy không? Thế nên là mở BP mà mở kiểu này nó lâu hơn so với việc là bấm ESC nha anh em. Rồi, 3 vòng mà chúng ta nhận được 665 tỷ. 665 tỷ. Như vậy thì mỗi vòng chúng ta sẽ có khoảng 222 tỷ. Mỗi vòng sẽ có khoảng 222 tỷ. Chúng ta sẽ đến với gói Bayern Munich Liverpool. Đấy. Alonso gẹp Muller. Đẹp phân bè. Kaza ghé. Ui dồi. Đáng đẹp. Mở 1 sau đấy mở 2. Công thức là như vậy. Chứ vật. Sau đấy là đến số. Nha anh em nhá. Vật. Nào. Alonso là cũng nhiều tiền đấy chứ. Đá không hay lắm nhưng nhiều tiền. Closer à. Có chỉ định closer rồi anh em ạ. Tôi nghe nói là mở toàn ra closer thôi. Giang hồ đồn đại và đúng là như vậy. Rồi bây giờ M2 thì khả năng. M2 khả năng là sẽ ngon. Qua đường hầm. Ôi giời. Effenberg, Bezeme. Ôi giời, Closer ngon hơn. Closer ngon hơn. Mở gọi là mở phong thủy mấy gói vơ vèo gà tép nha. Biết đâu. Điểm tâm 10 gói nha anh em nhá. Mình nhẹ nhàng điểm tâm 10 gói đi. Mà biết đâu lại ra mẹ TI cộng 5 Benzema. Mẹ TI cộng 5 thật. Đây à, tên vừa rồi nháp thôi. Giờ mới là những cái gói hên bây giờ mới bắt đầu. Những cái gói hên bây giờ mới bắt đầu. Chữ vật. 21 New Gen. Con nào ngon ta? Hình như cũng không con nào. Nhưng mà qua đường hầm. Người Anh LM. Chà. Con này lên 20 tỷ cơ à? Nào đấy, Bukayo Saka. Mày đời đã đang lên. M2 nhá. Gói 93 này thì mở khá nhiều rồi. E21 rồi. E21 qua đường hầm. Gì vậy? Qua đường hầm. Nhưng mà thôi cũng được. Con này mà giá 36 tỷ là giá cao chứ. Bán được không ta? Giá này là giá cao. Giá này giá cao, bán được thì tốt. Min cũng được, min cũng là quá tốt. Bây giờ sẽ là hai gói, qua đường hầm lại E21, lại qua đường hầm. Tụy điểm RB. RB lút tích đủ sổ. Lút tích anh me phạm à. Anh me phạm. Gói 93 mở ra con 95 nhưng mà cũng không có giá trị sử dụng mãi. Không có giá trị sử dụng mấy anh em. Nếu mà tương truyền mà ra cộng 8 mùa 22 New Gen thì khả năng là nó lại còn ngon hơn mấy cái mùa kia. Cho nên là mình mà
Có một cái quả bìa 22 New Gen nổ ra đẹp hơn này. Đẹp xì. Ali Sơn Taliska. Đồng đội của CR7 mới được đá quả pen CR7 nhường cho. Best ở World Cup để làm ra Zidane dâu béo là đẹp rồi. Zidane vừa review Earth à? Vida. Vida bị phích giá à? Vida là cũng nằm trong top đấy chứ. Vida chỉ số 107 là nằm trong top bao nhiêu nhỉ? Top 100 hay top 80 ta? Đâu có cái tệ đâu. Quả vừa rồi Vida là không tệ. Không tệ. Với cái gói 104 mở ra con 107 thì không tệ. Chữ ở đi nha. Chữ ở đi. Bỉ. Ôi dồi. Hello. 50 thượng được, 50 cũng được. Hôm nay ra Neuer với củ tỏi rồi. Bộ đôi thần thánh rồi. Bạn này ra Simon đã hết nước chấm. Bồ Đào Nha. LM. LM. Ui xời. Rê Gomez. Gomez thì chỉ số 98 thì cũng được rồi. Ô, hai con Bồ Đào Nha. Ao Mario thì lởm. Con này thì min. Con củ tỏi ngon nhá. Củ tỏi 50 tỷ là ngon. Nhiều người cũng thích. Andre Gomez thì chỉ số 98. Có 96 mà con 98 thì cũng được. 95 mở cát. Con nào ta? Quá nhiều. Đẹp. Tech the Mir. Để 97 vứt đi. Để 97 vứt đi. Min luôn. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ ra mở 2. Mở 2. Zidane Gullit. Seva. Nedved. Ồ. Koke à? Koke hàng fake à? Double luôn. Con này chỉ số 98. Như vậy là cũng được. Được cũng được. Double mới sợ chứ. Asian này cũng nhiều rồi. Asian không khó lắm. Trong list thì đã có ghép Muller. Ôi, Cha Bung Kun. Cha này là nằm ở top 15. Cha Bung Kun top 15. Khoảng đấy. Cứ vật đi. Brazil ST rất là đẹp. Cứ vật Brazil ST. Ui dồi, Tây Ban Nha. Alonso luôn. Alonso luôn anh em ạ. Em bị Alonso. Còn những con icon khó đá nhất. Nhưng mà thôi, siêu tầm cũng được. Siêu tầm cũng được. Có E96. Úi giời, E21 rồi. Có xịt khói. Úi dồi. CB, Thụy Điển. Linh đồ lót à. Cũng tạm được. Tạm được. Người băng. Linh đồ lót. Hay. Người Đức CB. Người Đức CB mùa E21. Ủa giời. Nhả tưởng thế nào. Sạch anh em ạ. À. Gáy hơi sớm anh em ạ. À. Ôi giời, con này còn không qua đường hầm. Rabiot. Rabiot thì cũng gọi là tạm được. Team color nhiều. Đá kiểu cũng không ấy nổi. Cao to. Anh Bảy ơi. Anh Bảy ơi. Phạm đây chứ Phạm đây chứ Phạm đây. Chứ Phạm đây. Anh Bảy ơi. Đơ rồi, lác rồi. Cờ bồ rồi. Cờ bồ rồi. Đệt cờ Pháp à. CDM Pháp. Cài đẹp. Kéo ổn tí nào. Mở 2 anh em nhé. Mở 2 đúng công thức. Mấy lần nổ rồi. Công thức hôm nay nó thế nào ấy. Cứ vật đi.
Italia. Ơ. Ôi, phôi to vãi. Phần cao phía dưới. Gói này min là 97. Gói min 97. Có búp phôn được chứ mẹ mắc chỉ số. Mẹ mắc chỉ số nó lại ra búp phôn chứ mẹ hôm nay mở củ tỏi ra rồi, nói ơ rồi. Búp phôn rồi, toàn những thủ môn xuất sắc thôi. Benzema, cờ Pháp thì hơi mạo hiểm nhưng mà cờ Pháp ố Đan Mạch. À, nó chỉ số to thế nhá. May thì còn ông nào nữa, ông ra nốt luôn đi. Ông ra nốt đi. Ôi tính ra phôi vẫn là được. Tính ra phôi vẫn là được mà. Được mà. Giá phôi vẫn là được. Hơn 100 tỷ đòi cái gì nữa. Mà cờ ý CM á, thôi đi rồi, ý CM. Barzela ở chỗ được. Kante, mẹ Kante mới là nát nhất anh em ạ. Kante mới là nát nhất. Barzela còn được. Barzela còn chấp nhận được. Kante mới là nát. Kante là gần min rồi. Barzela Barzela cũng còn được. Nào. Mà. Bồ Đào Nha CB. Bồ Đào Nha CB. Không tê. Phôi anh em ạ. Phản phôi. Cay vậy. Toàn vôi rồi. Như vậy là tổng kết với 21 củ ấy, cứ cho là 21 củ. Thu về được 665 tỷ BB tươi. Buffon, Barzela, Smeisen, Ông T, 4 con 117. Kante, Makelele, Phan Cao, Củ Tỏi, Chaungkun Alonso. Kèo này nếu mà so với mặt bằng chung thì cũng không tệ. Kèo này so với mặt bằng chung không tệ. Chỉ tính ra tiền giá phôi thôi thì cũng không tệ. Không nổ hũ anh ạ. Không có cái hũ nào được bóc cho ngày hôm nay. Giờ chỉ còn trông cậy vào những gói rác. Chỉ còn có thể trông cậy vào những gói rác là nhiều. Gói là 3 vòng cơ mà. 3 vòng thì nhiều lắm. Coi như đống phôi này là để bù thuế đi. Đống phôi này coi như là bù thuế đi. 1.120 tỷ. Phôi 1.200 tỷ đấy. Thế như là mỗi vòng được khoảng 400 tỷ BB tươi. Mức lò mở nhỉ. Mức lò mở. Nó là ở cái mức lò mở. Các thầy thấy tôi tính toán thế là có được không? Hay là cần phải làm toán lại?